Tự nhiên có số điện thoại mới gọi vô, tắt liền. Giờ mình kiểm tra cái số này coi có quen biết gì không. Rồi số này không xài Zalo, xài gì luôn nha các bạn. Rồi mình search Google. Rồi mình vô cái mục tra cứu này nha, vô trang web này. Mình kiểm tra. Đây, trang web đang tìm số điện thoại này. Mình kiểm tra coi. Đó, các bạn thấy chưa? Nhá máy. Rồi nhá máy nè, nguyên một dòng nè, nhá máy lừa đảo gì nè, quá trời luôn. Ngày nữa bạn. Đó, mình sẽ kiểm tra vậy là biết là số điện thoại nó của ai, hoặc là nhá máy gì mình đừng gọi lại nha, lừa đảo tốn mất tiền mình á.